Bệnh nhân có hai nhóm bệnh nhân hay đặt những câu hỏi cho chúng tôi. Với những bệnh nhân mà lần đầu chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm, câu hỏi của họ rằng liệu tôi làm thụ tinh ống nghiệm tôi có thành công không, tôi có thai không. Và với những cặp vợ chồng đã từng trải qua một lần thụ tinh ống nghiệm thì các bạn hay có những câu hỏi rằng vì sao mà tôi lại thất bại ở cái lần chuyển phôi đầu tiên và làm sao để cho chúng tôi có kết quả ở lần có thai thứ hai. Thì cái bài của tôi hôm nay thì tôi xin trình bày những cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho các cặp vợ chồng về thụ tinh ống nghiệm cũng như là những cái giải pháp tìm nguyên nhân hoặc là giải pháp để cải thiện cái kết quả có thai sau chuyển phôi. Ở trên cái slide mà các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là miêu tả một cách ngắn gọn nhất về cái quy trình quá trình thụ thai trong tử cung. Đầu tiên tinh trùng sẽ gặp trứng ở 1/3 vòi trứng. Sau khi thụ tinh, phôi mất 5 ngày để di chuyển vào tử cung và làm tổ. Chính vì vậy nguyên nhân mô sinh mà dẫn đến mà chúng ta cần phải làm thụ tinh ống nghiệm thì nó có những nguyên nhân như sau, chia là hai nhóm nguyên nhân cản trở sự thụ tinh và cản trở làm tổ. Về cản trở sự thụ tinh thì nguyên nhân do vợ thì có thể là do là tắc vòi trứng, những điều trị thất bại hay là đặc biệt là những bệnh nhân đã dự trữ buồng trứng giảm. Về phía người chồng, đó là trường hợp mà tinh trùng bất thường nặng hoặc là tắc ống dẫn tinh, có tinh trùng nhưng mà không xuất tinh, không có tinh trùng và tắc ống dẫn tinh. Và một cái chỉ định thứ ba nữa, gần đây nhờ sự phát triển của cái kỹ thuật, chúng ta có thể chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi, có nghĩa là chúng ta có thể sinh thiết phôi, chẩn đoán phôi này là phôi khỏe mạnh hay là phôi bất thường hay không để chuyển lại cho bệnh nhân. Đây là một cái quy trình mà các bạn cũng thấy cái hình ảnh này là diễn tả cái quy trình thụ tinh ống nghiệm một cách vắn tắt nhất. Các bạn sẽ lần lượt phải qua các bước. Đầu tiên chúng ta phải kích thích buồng trứng để thu hoạch những trứng. Thứ hai là vào ngày khi trứng đã đạt thì cái ngày mà chọc hút trứng, tinh trùng lấy bậc trời chồng để lấy tinh trùng để làm thụ tinh, rồi nuôi cấy phôi, rồi chuyển phôi. Và điều chúng tôi mong muốn nhất là các bạn có những phôi dư để trữ lại và dùng cho những lần sau. Về thực trạng hiện nay, như là những cái số liệu của anh Thành đưa ra và những thực trạng của Bệnh viện Quốc tế Vinmec là như bác sĩ Chiến đã nói, thì tỷ lệ thành công chung thì chỉ là có thai là 35%. Ở chúng tôi nhờ các kỹ thuật cải tiến thì tỷ lệ thành công nó lên đến hơn 50%. Vậy tại sao mà vẫn có những cái tỷ lệ làm tổ thất bại nhất định? Thì chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta phải tìm nguyên nhân thất bại, rồi chúng ta mới có cái giải pháp để giải pháp để điều trị. Thì có hai cái yếu tố chính để quyết định cái sự thành công của một chu kỳ thụ tinh ống nghiệm. Về phía con, đó là phải có phôi tốt. Về phía mẹ là tử cung chấp nhận cái phôi đó, sự chấp nhận của niêm mạc của niêm mạc tử cung. Về phía con ấy thì chúng ta có chất lượng phôi tốt chưa đủ mà phải có cái phương pháp lựa chọn được cái phôi tốt nhất. Về chất lượng phôi tốt thì có hai nguyên nhân đóng góp vào chủ quan của chính người vợ và người chồng. Ở đây tôi muốn nhắc lại, với những người phụ nữ mà lớn tuổi thì ảnh hưởng đến chất lượng nọ trứng, thành thử ra chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến chất lượng phôi, và với người chồng có thể là những cái tinh trùng bất thường. Với những nguyên nhân chủ quan này, các bác sĩ sẽ cố gắng tìm phương pháp để hỗ trợ bệnh nhân để có tạo ra những cái trứng tốt hoặc là tinh trùng tốt hoặc là những phương pháp hỗ trợ cho thụ tinh. Còn nguyên nhân khách quan ở trong cái phía phần nuôi cấy phôi là hoàn toàn phụ thuộc vào cái hệ thống nuôi cấy phôi mà tôi rất tự hào rằng là ở lab thụ tinh ống nghiệm của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec, chúng tôi có một cái lab rất hiện đại với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay. Thứ hai là chúng tôi có những con người tốt, đó là những cái nhà nuôi cấy phôi được đào tạo bài bản. Và cái cách chọn lựa phôi tốt nữa, thì chúng ta sẽ có cái phôi tốt để chuyển lại cho bệnh nhân. Thế còn về phía người mẹ thì sao? Đây, ở đây tôi có trên màn hình, các bạn cũng thấy một cái slide, một cái biểu đồ cho thấy rằng là tuổi của người mẹ ảnh hưởng chặt chẽ đến cái tỷ lệ có thai. Với bệnh nhân mà trên 40 tuổi thì tỷ lệ có thai chỉ là hơn 10% thôi. Đây là một cái hình ảnh nữa cho chúng ta thấy rằng là cái tuổi người mẹ ảnh hưởng đến cái chất lượng trứng. Ví dụ với những trên màn hình các bạn thấy đấy,
với những phụ nữ mà trên 40 tuổi trở lên thì chỉ có 10% cái số trứng là bình thường, đến 90% là trứng là bất thường. Chính vì vậy lời kêu gọi của chúng tôi là các bạn hãy đến với chúng tôi sớm trước tuổi 35. Ở đây tôi xin giới thiệu cái hệ thống nuôi cấy. Ở Vinmec chúng tôi, trên hình ảnh đây là cái phòng nuôi cấy phôi của chúng tôi. Ở đây chúng tôi có cái hệ thống nuôi cấy rất tốt. Nuôi cấy phôi chúng ta có hai phần. Thứ nhất là cái phòng để nuôi cấy phôi. Đó là một cái phòng sạch, đảm bảo không có bị nhiễm khuẩn, đảm bảo nhiệt độ, đảm bảo độ ẩm và độ sạch. Thứ hai là tủ cấy. Tủ cấy là gì? Tủ cấy thực ra là thay cho cái tử cung của người mẹ để nuôi dưỡng em bé. Thì cái tủ cấy của chúng tôi cũng đầy đủ đảm bảo nhiệt độ này, độ pH hay là độ ẩm. Và đặc biệt gần đây chúng tôi được trang bị cái tủ cấy nuôi cấy phôi theo dõi động lực học của phôi. Động lực học của phôi là gì? Chúng tôi có thể theo dõi 24/24 và 7/7 ngày, theo dõi liên tục phôi từ khi bắt đầu thụ tinh cho đến khi phôi ngày năm mà chúng ta sẽ chuyển vào buồng tử cung. Với cái hệ thống này chúng tôi phát hiện được những cái phân chia bất thường của phôi, và cái phân chia bất thường này nó liên quan chặt chẽ đến cái phôi bệnh lý và phôi bất thường. Đây là một cái hình ảnh mà phôi là sau khi nuôi cấy ở tủ nuôi cấy theo lab mà nuôi cấy phát triển động học lực học của phôi. Thế bàn về cách chọn phôi thì sao? Chọn phôi thì người ta thường có hai cách chọn phôi chính. Cái cách phôi chọn phôi cổ điển mà ở các trung tâm khác vẫn còn đang sử dụng. Lab của chúng tôi là một trong những lab hàng đầu của Việt Nam, hoặc là cũng trong là lab của hàng đầu thế giới. Gần ở đây chúng tôi là đã không, cái phương pháp cổ điển là chỉ chọn phôi dựa vào hình ảnh của phôi, là phôi bất, phôi bình thường hay không, phôi đẹp hay không, nó có tiêu chí để gọi là hình ảnh thôi. Nhưng chúng tôi ở lab chúng tôi đã đưa ra một cái mô hình chọn phôi dựa vào cái theo dõi động học của thô phôi, nghĩa là chúng tôi có thể phát hiện những cái phôi có phân chia bất thường. Dựa vào cái mô hình chọn phôi này, cho đến nay chúng tôi đã có khả năng để chọn được cái phôi tốt nhất để truyền lại. Một cái phương pháp nữa là tôi có chỉ định cho những phụ nữ lớn tuổi hay những bà mẹ đã từng có con bất thường hay là sảy thai liên tiếp nhiều lần. Đó là cái phương pháp mới mà chúng tôi đang thực hiện. Đó là sinh thiết phôi để chẩn đoán di truyền của phôi, đảm bảo chúng ta có một cái phôi khỏe mạnh để truyền lại buồng tử cung cho bà mẹ. Ở đây là một cái hình ảnh chúng ta sẽ thấy với cái phôi, ảnh hưởng của phôi bất thường đến cái tỷ lệ có thai như thế nào. Với một cái phôi phân chia bất thường, các bạn thấy cái số liệu người ta, một cái các nghiên cứu, các số liệu cho thấy rằng là tỷ lệ làm tổ chỉ còn dưới 2%. Và trong khi nuôi cấy phôi, tất cả những trường hợp bà mẹ bình thường, trứng bình thường, tinh trùng bình thường, tuy vậy vẫn có 7% là phôi phân chia bất thường. Về chẩn đoán trước chuyển phôi, tôi xin nói thêm một chút về phương pháp chẩn đoán trước chuyển phôi. Chuẩn bắt trước chuyển phôi là gì? Chúng ta nuôi cấy phôi đến ngày thứ 5, bắt đầu tiến hành sinh thiết phôi. Chúng ta chỉ lấy những cái tế bào phôi ở cái vùng sau này sẽ phát triển thành rau thai để đi chẩn đoán. Điều này vừa an toàn cho phôi và chúng ta có cái chẩn đoán là chẩn đoán sự bất thường của nhiễm sắc thể. Qua vậy, với cái phương pháp này chúng ta có thể chọn được cái phôi khỏe mạnh để truyền lại cho bà mẹ. Về chỉ định này thì chúng tôi thực hiện cho những phụ nữ lớn tuổi. Như tôi đã nói, với phụ nữ lớn tuổi trên 40 tuổi, 90% là những cái trứng bất thường dẫn tới phôi bất thường, thì chúng ta nên thực hiện cái phương pháp này để chọn cái phôi khỏe mạnh cho bà mẹ. Chỉ định thứ hai là những bệnh nhân mà đã từng có sảy thai hay thai lưu nhiều lần. Và chỉ định thứ ba là những trường hợp là có bệnh lý. Ở đây chúng tôi đã rất thành công với những trường hợp các bà mẹ mà đẻ con thiếu máu tan huyết, thalassemia, để chọn những cái phôi không mang bệnh chuyển lại cho người mẹ và đẻ ra những con khỏe mạnh. Đây là hình ảnh phôi ở lab Vinmec của chúng tôi. Đây là một cái phôi ngày năm. Đây tôi cũng xin giới thiệu cái mô hình chọn phôi. Ở đây tôi không nói kỹ là chúng ta sẽ chọn phôi như thế nào, nhưng mà trên cái slide các bạn sẽ thấy rõ. Từ khi chúng tôi áp dụng cái mô hình chọn phôi thì cái tỷ lệ thành công là rất hứa hẹn. Tỷ lệ có thai là lên đến 66,7% ở những cái phôi mà nhóm ưu tiên chọn.
số 1. Và thai lâm sàng lên đến 61%, 61,5%. Rõ ràng với cái mô hình chọn phôi dựa vào cái phát triển động lực học của phôi, chúng ta có thể cải thiện được cái tỷ lệ làm thổ và tỷ lệ có thai ở sau chuyển phôi. Đấy là về phía con. Về phía mẹ là chúng ta phải đánh giá sự tiếp nhận phôi của niêm mạc tử cung. Chúng tôi có thể tự hào rằng là trung tâm chúng tôi hiện nay là trung tâm hàng đầu về thăm dò cũng như là các giải pháp cải thiện làm thổ của phôi. Về nguyên tắc là với một trường hợp đã thất bại làm thổ hoặc là để thăm dò khả năng làm thổ, chúng ta phải đi tìm thăm dò cái khả năng, tìm những nguyên nhân thất bại hoặc tìm những cái bất thường trong ảnh hưởng đến làm thổ. Và thứ hai là giải pháp cho từng nguyên nhân. Chúng tôi thường gọi với nhau đây là cá thể hóa trong điều trị. Và bác sĩ Chiến sẽ là người rất kinh nghiệm về lĩnh vực này, sau có những câu hỏi sau với anh Chiến sẽ trả lời. Về thăm dò làm thổ thì trên slide các bạn nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh. Chúng ta phải thăm dò cả phía mẹ, cả phía bố, xem có bệnh lý gì ảnh hưởng đến cái khả năng làm thổ. Rồi chúng ta phải thăm dò ở tại niêm mạc tử cung, soi buồng tử cung, sinh thiết niêm mạc tử cung để chẩn đoán bệnh lý ở tại niêm mạc. Về nguyên nhân cản trở làm thổ thì chúng ta thấy là chúng tôi thường gọi là nguyên nhân cơ học. Với một nguyên nhân cơ học nghĩa là trong buồng tử cung có những khối choán chỗ như là u sơ tử cung này, những cái polyp tử cung hoặc là những cái dính tử cung, nó cản trở không có chỗ cho phôi bám. Thứ hai là những cái tử cung dị dạng, những tử cung bất thường dẫn tới là cũng không làm đổ tổ được. Ở trên đây là cái hình ảnh chụp phim rất điển hình. Ở bên phải màn hình là cái tử cung bình thường, phía bên trái màn hình là một cái tử cung đôi. Với cái tử cung này thì khả năng thành công cũng giảm nhiều. Về quá trình làm thổ, tôi cũng giải thích sơ qua về cái quá trình làm thổ để chúng ta sẽ tại sao dựa vào cái quá trình này và chúng tôi đã tìm những cái nguyên nhân nó đi theo ở từng giai đoạn. Về quá trình làm thổ thì nó có 3 giai đoạn chính. Đầu tiên là giai đoạn kết nối, nghĩa là sự kết nối giữa mẹ và con, giữa phôi và niêm mạc tử cung. Khi đặt phôi vào buồng tử cung hay khi phôi vào buồng tử cung là có cái sự giao lưu giữa mẹ và con. Thứ hai là sự kết dính, nghĩa là phôi phải dính vào cái thành niêm mạc. Sau đó rồi đến cái giai đoạn làm thổ là phôi làm thổ vào trong thành niêm mạc tử cung. Thì bất cứ một cái rối loạn nào ở tác động lên các 3 giai đoạn này cũng ảnh hưởng đến quá trình làm thổ. Hai cái nguyên nhân chính mà người ta tìm thấy hiện nay là cái rối loạn miễn dịch làm cho thất bại của 3 cái quá trình này, hoặc là cái trường hợp viêm niêm mạc tử cung mãn cũng dẫn đến quá trình làm thổ. Và một cái nguyên nhân nữa mà chúng tôi đang tiến hành rất thành công đó là chúng tôi phải chọn được cái cửa sổ làm thổ, thời điểm thích hợp nhất để chuyển phôi vào, để phôi có thể bám được vào tử cung. Về thăm dò thăm dò cái khả năng làm thổ, chúng tôi phải khám toàn thân, phát hiện bệnh lý, rồi soi buồng tử cung, rồi sinh thiết niêm mạc tử cung, phát hiện viêm nhiễm hoặc là phát hiện những rối loạn miễn dịch, rồi để chẩn đoán, để xác định được cái cửa sổ làm thổ. Một cái câu hỏi chúng tôi cũng hay gặp là niêm mạc của tôi đã đủ để chuyển phôi chưa? Thì ở Vinmec chúng tôi đã đưa ra những cái tiêu chí về niêm mạc tử cung đầy đủ để cho chuyển phôi, đạt tiêu chuẩn để đạt chuyển phôi. Thứ nhất là phải dựa vào cái độ dày niêm mạc tử cung. Thứ hai là dựa vào hình thái niêm mạc tử cung. Thứ ba là chúng tôi phải dựa vào độ tưới máu niêm mạc tử cung. Về kinh nghiệm của chúng tôi chia sẻ ở đây là một vài cái số liệu mà chúng tôi đã thực hiện ở Vinmec và đã thành công. Ngay ở 100 ca bệnh nhân đầu tiên đến với chúng tôi mà được chẩn đoán rối loạn miễn dịch ở niêm mạc tử cung, tất cả các nhóm bệnh nhân này đều có 2 lần hai lần chuyển phôi thất bại. Trong nhóm này thì khi chúng tôi tiến hành sinh thiết niêm mạc tử cung để chẩn đoán rối loạn miễn dịch thì 72% là có vấn đề bất thường về miễn dịch ở tại tử cung.
sau khi các bệnh nhân được cái chu kỳ tiếp theo, sau khi các bệnh nhân được điều trị theo một cái phác đồ của từng bệnh nhân phù hợp với lại cái rối loạn miễn dịch, thì tỷ lệ có thai đã đạt ngay lần đầu là 42.5-46%. Cái số liệu của chúng tôi là tương đương với cái số liệu của Pháp là 42.5%. Đây là một con số rất hứa hẹn. Rồi nếu bệnh nhân đó nếu thất bại ở lần đầu, tiếp tục chuyển phôi ở lần thứ hai, lần này, cái lần thứ hai này tỷ lệ thành công lên đến tận 64%. Đây là một cái giải pháp mà rất là hứa hẹn cho những bệnh nhân mà đã thất bại lầm tổ. Chính sau khi với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã đạt được và những cái nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành, thì cho đến hiện nay chúng tôi đã xây dựng một cái phác đồ cho những bệnh nhân làm tổ thất bại, hoặc là hay còn gọi là một phác đồ chẩn đoán khả năng làm tổ cho bệnh nhân, tất cả các bệnh nhân đến với lại chúng tôi ở bệnh viện, ở trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec, thì gồm có hai nhóm. Thứ nhất là làm các xét nghiệm theo yêu cầu, rồi soi buồng tử cung, rồi sinh thiết niêm mạc tử cung đánh giá. Ở trên màn hình các bạn thấy, ở đây tôi cũng không nói chi tiết, ở trên màn hình đấy là những cái bước mà chúng tôi đã, đấy là cái phác đồ chúng tôi đã xây dựng và được thực hiện tại trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec. Và cái slide cuối cùng này, chúng tôi muốn đưa tới cho các bạn một cái thông điệp: hãy đến thăm khám sớm, hãy đến sớm để gặp chúng tôi. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là nhất là với các bạn nữ dưới 35 tuổi, hãy khó khăn về sinh đẻ, hãy đến gặp chúng tôi sớm. Hãy và liên lạc chúng tôi khi các bạn cần giúp đỡ. Và gần đây chúng tôi cũng muốn là cho các bạn biết là ở trung tâm chúng tôi là một cái trung tâm rất mạnh về bảo tồn sinh sản. Nghĩa là cái gì? Chúng tôi sẽ tiến hành chữ trứng, chữ phôi và chữ tinh trùng. Tại sao tôi cũng muốn đưa ra cái thông điệp này? Nghĩa là với các bạn mà muốn trì hoãn sinh đẻ hay trì hoãn xây dựng gia đình, có thể đến với chúng tôi sớm, có thể để tiến hành chữ trứng hay chữ tinh trùng trước. Hoặc là các bạn mà phải cần điều trị hóa chất hay tia xạ thì cũng nên đến với chúng tôi. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn và mong nhận được những câu hỏi của các bạn. Cảm ơn. Dạ vâng.